Thưa các bác, đây là cái video mà test hàng trước khi mà đóng gói và gửi đi cho khách hàng. Thì cái đơn hàng ở trong cái video này là khách hàng có đặt lấy ở bên em là một cái mạch loa súp điện dành cho loa bát 40. Thì đây là một cái hàng mà bên em bán rất là chạy cho những cái bác mà muốn nâng cấp loa, hoặc là những cái bác mà đang có những cái hệ thống loa mà nó bị hỏng cái mạch công suất, thì các bác sẽ mua cái mạch này để về mà lắp với loa. Thì em ở đây em cũng quay qua là cái mạch này thì em đã cắm điện vào này, cung cấp cái nguồn tín hiệu vào này. Và ở đây thì em cũng ra, đây là cái đường dây tín hiệu ra loa. Đường dây tín hiệu ra loa này thì em ra lắp vào cái khẩu lối rắc Newtrik này. Và đưa ra cái loa này thì hiện giờ thì em đang lắp vào cái bát 50 luôn các bác nhé. Bát 50 thì với cái mạch này thì là dành cho bát 40, nhưng mà đây thì em cũng lắp vào bát 50 để các bác biết là cái mạch này rất là khỏe. Thì với những cái bác mà đang sử dụng mạch 30, mạch 40 thì các bác đều sử dụng được cái mạch này đấy. Mà đặc biệt là với cái con này thì nó sẽ hợp lý nhất khi mà các bác lắp vào mạch 40. Và cả kể là các bác lắp vào mạch 50 thì cái mạch này nó vẫn hoạt động được, nhưng mà về âm thanh thì nó sẽ không chắc khỏe được. Và để mà ổn định nhất và chắc khỏe nhất thì âm thanh nó hay nhất thì các bác sẽ phù hợp nhất thì các bác sẽ lắp vào bát 40. Thì cái con này thì đối với những cái mạch mà 30 thì nó chỉ sử dụng 2 sò công suất thôi, nhưng mà con này thì nó sẽ sử dụng là 4 sò công suất các bác nhé. Nhìn này, bên này 2 con này, bên này 2 con, 4 sò công suất. Và về phần tụ con này thì tụ nó cũng nhiều hơn, và cái tụ của nó, cái trị số tụ của nó cũng lớn hơn. Ví dụ ở đây nó là 10.000 mi, 2 con tụ điện áp là số mi là 10.000 mi và điện áp chịu đựng là 80V. Con này thì nó sử dụng cái mạch khuếch đại là mạch class AB các bác nhé, mạch class AB. Thì ở đây thì nó sẽ có những cái phần, thứ nhất là phần nguồn, thì con này nó sử dụng cả là cái biến thế nguồn xuyến và cái cỡ biến thế rất là to. Nó sẽ đảm bảo về phần điện áp cung cấp cho mạch công suất hoạt động. Và đây là cái mạch công suất. Thì mạch công suất này thì đây là một loạt những cái con trở sứ này, trở sứ hàng loại tốt các bác nhé. Mà lưu ý các bác, đây là cái mạch hàng loại tốt. Thì ở trên thị trường thì có rất là nhiều những cái mạch khác nhau. Thì ở bên em thì bán những cái sản phẩm mà loa súp điện. Và cái mạch này thì ở cái loa súp điện của hãng GD Audio ấy, thì em nhập những cái loa GD Audio và thấy là cái chất âm của cái loa nó rất là hay. Thì em có đặt ở hãng, ở nhà hãng là bán lẻ cho bên em là cái mạch súp điện như này để mà em bán khách hàng. Thì rất nhiều khách hàng đã đặt lấy ở bên em, cả những cái dòng mà loa bát 30 hoặc là bát 40 thì đều có những cái mạch để phù hợp với những cái dòng loa của các bác. Thì ở đây thì cái mạch công suất ở đây thì nó sẽ có cái dơ le bảo vệ. Đây là cái hộp dơ le bảo vệ cái đường công suất ra loa trong trường hợp mà dây loa của chúng ta có chập, loa của chúng ta có chập hoặc là quá tải với đường công suất, thì cái dơ le này nó sẽ đóng dơ le và nó bảo vệ cái mạch công suất của chúng ta. Và đây là hai con IC ổn áp điện áp 15V, âm 15V và dương 15V. Và đây là một loạt những cái con linh kiện bán dẫn để mà phục vụ cho cái mạch công suất này. Và mạch công suất này nó 8 con sò này, thì con sò này thì cái phần mà tản nhiệt cho sò thì nó sẽ áp sát với cái phần nhôm ở đây, thì nó một loạt những cái khe nhôm để tản nhiệt cho con 4 con sò này hoạt động. Và đây là nó là một cái vỉ mạch này là vỉ mạch cắt cốt các bác nhé. Vỉ mạch cắt cốt thì khi mà chúng ta đưa đường nguồn tín hiệu vào thì cái mạch này nó sẽ xử lý tín hiệu và nó sẽ cắt cốt ra, và nó chỉ lấy cái giải siêu trầm, sau đó thì nó sẽ đưa sang cái dây này, đưa tín hiệu sang cái mạch khuếch đại, và cái mạch khuếch đại này nó sẽ khuếch đại cái tín hiệu đấy lên to lên, khỏe lên, và chúng ta nó sẽ đưa ra loa bằng hai cái dây này, thì sẽ có mà dây âm dây dương, và dây này rất là dài các bác nhé. Và rắc đấu lối ở đây thì nó là cái hàng này là hàng loại tốt, thành ra các bác sẽ nhìn những cái rắc đấu lối người ta làm nó rất là chắc chắn, có những cái rắc đấu lối và có những cái cựa cài rất là chắc chắn. Phần nguồn ở đây cũng vậy, nó sẽ có những cái chấu cao su để bảo vệ phần nguồn, cũng như phần cái công tắc đây cũng vậy. Công tắc này thì nó sẽ ngắt được cả hai cực luôn các nhé. Đây ạ, đây là hai cực của cái dây đầu vào, và đây là hai cái công tắc này, nó cắt cái hai cực xong nó đưa vào cái biến thế nguồn xuyến và dây đồng rất là nhiều, và kích cỡ biến thế nguồn rất là to. Thì cái mạch này hoàn toàn đảm bảo khi mà các bác sử dụng cái dòng loa bát 30 hoặc là bát 40, đặc biệt là con này thì nó sẽ thiết kế phù hợp nhất với dòng bát 40. Và các bác cũng có thể là ở đây thì em thử em lắp vào bát 50 và chút nữa thì các bác sẽ thấy là cái màng loa nhé. Màng loa nó sẽ đưa vào thì các bác biết được là cái dây này, thì các bác em sẽ bỏ cái dây ra để các bác đỡ hiểu lầm này. Đây là cái đường loa súp đây, đây là đường loa súp này. Đây là cái đường loa súp, sau đó thì nó sẽ đưa ra. Đây là dùng cái dây màu đỏ các bác nhá. Đây là cái dây màu đỏ em đánh dấu này, loa súp A này. Đấy thì đây sẽ lắp vào đây và chút nữa thì em sẽ bật âm thanh thì các bác nghe thử. Sau đó thì em sẽ quay gần hơn với cái loa bát 50 này. Đây ạ, bát 50 em để trần thì ra này, các bác sẽ nhìn cái màng loa nó rất là dễ. Chút nữa em bật thử để các bác nghe. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về cái mạch này thì các bác liên hệ với em. Cái đường tín hiệu vào chúng ta sẽ có hai dạng. Một là các bác sẽ sử dụng là cái rắc RCA, rắc hoa sen trắng đỏ này. Hai nữa là các bác có thể là sử dụng cái rắc calon ở đây. Thì hai chất lượng, hai cái tín hiệu của hai cái dây này thì như nhau các bác nhé. Ở trên đây chúng ta sẽ có đèn báo nguồn này. Chúng ta sẽ có cái chiết áp để chỉnh cái tần số cắt cốt. Chúng ta sẽ cắt cốt ở tần số sâu nhất, đây em vặn nhỏ nhất này.
Đấy, và chúng ta sẽ có cái âm lượng này, chúng ta sẽ vặn âm lượng cho nó phù hợp với loa, vừa thù phù hợp với cách nghe nhạc của chúng ta. Và đây là cái khe nhôm tản nhiệt, có một loạt những cái khe nhôm tản nhiệt ở đây. Và bây giờ thì em sẽ đưa cái phần âm thanh lên, các bác sẽ nghe thử cái phần âm thanh này. Các bác lưu ý hộ em thì cái phần loa full thì em sẽ sử dụng ở con đẩy 4 kênh này, là em sử dụng kênh 1, kênh 2 và kênh 3, kênh 4 ở đây thì em đang dập về không. Và chỉ có loa full này và một cái loa súp, là mạch loa súp thì sử dụng cái mạch này các bác nhé. Đây các bác sẽ nghe âm thanh ạ. Và các bác thấy đây là bên em thì đang đóng những kiện hàng rất là nhiều, những kiện hàng loa full bass 30 khách hàng đang đặt đây. Đấy, những cái dòng loa full này, dòng cục đẩy công suất cũng như là vang thì đang đóng hàng để mà gửi cho khách, cho cả cục đẩy công suất nữa. Và đây thì có cái mạch điện này thì em sẽ test, bây giờ em sẽ bật cái nhạc lên các bác nhé. Đấy. Ở đây các bác sẽ quan sát hộ em là cái màng loa bass 50. Tờ giấy em để vào cái lỗ thông hơi của cái loa này, các bác biết là công suất nó rất là đảm bảo. Các bác lưu ý đặc biệt hộ em là ở đây em thu bằng điện thoại, và thu bằng điện thoại thì nó sẽ không phô diễn được hết âm thanh thực tế, mà nhiều khi là thu bằng điện thoại thì khi mà em đứng gần cái loa súp này là do cái lực của cái loa súp nó rất là mạnh, thì các bác thấy là nó có 4 cái lỗ thông hơi nhé, 4 cái lỗ thông hơi rất là to ở 4 góc này, nhưng mà nó giật cái tờ giấy rất là mạnh và nó giật còn rách cái tờ giấy này, cục mạch này rất là khỏe, lắp vào bát 50 thôi nhưng mà nó giật cái màng loa cũng như là giật cái lỗ thông hơi nó đưa ra đưa vào, thì các bác biết là cái công suất của cái mạch này cực kỳ đảm bảo các bác nhé. Và ở đây thì các bác lại nhắc lại là các bác là khi mà em mà quay gần ấy, quay gần là do là cái áp lực của loa nó khỏe như vậy thì nhiều khi là cái điện thoại của em thu với nó bị rè, nó bị rè tiếng, thì nhưng không phải là thực tế nghe ở đây thì không phải là rè tiếng đâu, mà là do áp lực của cái loa nó mạnh quá dẫn đến là cái mic của điện thoại nó thu nó bị rè, chứ không phải là cái điện thoại nó bị rè đâu. Cũng rất là nhiều trường hợp các bác bảo là sao lại nghe lại rè vậy, nhưng mà thực tế là do là quay gần quá, là cái áp lực của loa nó mạnh quá. Các bác hình dung là khi mà em đứng gần mà cái cơ thể của em nó còn rung theo cái nhịp điệu âm thanh ở cái loa. Và bây giờ thì em sẽ bật nhạc lên, sau đó em sẽ tắt cái cục đẩy đi anh em, tắt cái cục đẩy đi có nghĩa là mất hết cái loa lời và chỉ còn cái loa bass nó hoạt động thôi, chỉ còn cái loa bass và chỉ còn cái mạch này nó hoạt động thôi các bác nhé. Tắt hẳn cục đẩy đi thì lúc đấy là các bác chỉ để ý hộ em là cái loa bass nó đưa ra đưa vào thôi, vì điện thoại mà nó thu cái giải bass nó rất là khó, hầu như là các bác nghe nó không nghe thấy tiếng, vì cái giải bass này giải siêu trầm nó nghe rất là khó, và các bác sẽ quan sát hộ em là cái màng loa nó đưa ra đưa vào. Và thứ hai nữa là cái giật tờ giấy thì các bác biết được cái mạch công suất này nó rất là khỏe đấy nhá. Đây em sẽ bật cái nhạc lên này. Đấy, đầu tiên là vẫn có nhạc nhá. Đầu tiên là vẫn có nhạc này. Đây chờ nó chuyển hết bài, ạ. Đây ạ. Chờ nó chuyển hết bài thì em sẽ bật đây là cái nhạc nhá. Bây giờ em tắt cục đẩy đây. Tắt cục đẩy đi. Và bây giờ các bác chỉ thấy là cái loa súp thôi, nó chỉ còn một duy nhất là cái loa súp thôi. Đấy, các bác thấy không ạ? Cực kỳ mạnh luôn. Đấy. Đây em sẽ quay gần hơn này. Đấy, các bác thấy là cái súp 50 thôi nhưng mà nó giật tờ máy rất là giấy này. Giật tờ giấy này. Các bác thấy không ạ? Hút cả tờ giấy vào luôn. Rất là mạnh luôn các bác nhé. Và các bác sẽ nhìn cái màng loa này. Rất là khỏe luôn. Đấy thì khi mà thu nó chỉ có tiếng bass không thì cái giải siêu trầm này thu rất là khó, đặc biệt là đối với cái mạch này nó cắt cốt ở tần số rất là sâu, thành ra là khi mà thu ở cái giải siêu trầm nó rất là khó các bác nhé. Đấy thì em đã tắt cục đẩy rồi, bây giờ em tắt hẳn này, tắt hẳn luôn này, tắt hẳn cái này thì cắt một lúc là nó sẽ ngắt nguồn. Thì đây là cái video mà test hàng, cụ thể là test cái mạch công suất dành cho loa súp bass 40. Con này nó sử dụng 4 sò công suất thành ra nó rất là khỏe. Ở đây thì em mắc lắp vào bass 50 thôi nhưng mà công suất cũng cực kỳ đảm bảo luôn các bác nhé. Đấy thì bác nào có nhu cầu về những cái mạch này thì bác liên hệ với bên em, cái mạch 30, mạch 40, mạch bass 50 đều có, thì bác liên hệ với bên em để mà có cái tư vấn nó cụ thể hơn cũng như là giá thành nó cụ thể hơn. Thì cái mạch này thì bên em đang bán với khung giá khung giá cái mạch này là dưới 2 triệu đồng các bác nhé. Dưới 2 triệu đồng thì các bác thông cảm với em là em làm video quảng cáo và trong thời gian dài, thì để mà có cái giá chính xác nhất thì phiền lòng là các bác liên hệ trực tiếp với cửa hàng để có một cái giá chính xác nhất. Theo tùy từng thời điểm mà sẽ có những cái chương trình khuyến mại thì sẽ có cái giá ok nhất các bác nhé. Các bác sẽ liên hệ trực tiếp với cửa hàng.